Ông xài serum gì? Của The Ordinary. The Ordinary. Cha gì trời. Ông xài đây thấy bị lên mụn nhiều không? Hay nóng vậy? Em cũng biết thấy từ lúc có lúc thì nó lên nhiều. Chắc em nghĩ do một phần do môi trường làm việc của em đó. Bụi bặm nhiều. Pizza. Pizza gì? Mua chưa? Pizza giống như hôm bữa ăn đấy hả? Nhớ ăn, bữa ăn hôm đấy là nhớ mẹ chị ghê. Mình đang đợi đợi dịch của bà lên đây chơi. À mà chắc bà không đi đâu. Bữa nay có cháu dậy gì đi đâu. Ủa giờ về nhà chị được không? Ý ăn cái sữa chua nếp cẩm hơi bị ngon đó chị An. Ăn thử đi. Ăn giống như kem nếp cẩm vừa trước ấy.
Không sao, em ăn một cái hết, không có xin gì nữa. Bỏ ăn được. Chiều ngoài cũng hơi tối vậy. Mở sáng lên. Điện thoại chị đâu có bao giờ để sáng mát đâu. Hay là sáng màn hình chứ không phải là tội hiện tại kia. Điện thoại chị bao giờ chị điểm sáng hết cỡ đâu.